Em nghĩ là cái sự ra đi của anh Hải thì là một cái tổn thất lớn đối với đội bóng Sông Lam Nghệ An, vì anh Hải là một người mà một người thủ lĩnh, một người mà luôn truyền lửa cho các anh em, các đồng đội. Theo em nghĩ thì từ cầu thủ cho đến ban huấn luyện đều hiểu được vấn đề là cái sự ra đi của anh Hải. Thì trong quá trình mình sự chuẩn bị cho mùa giải mới và trong quá trình tập huấn thì vận động viên phải cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn và nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình lên để bù đắp những cái khoảng trống cái sự ra đi của anh Hải đấy. Riêng bản thân em thì em chưa từng nghĩ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em ra đi ở đội Sông Lam, vì trước mặt em đang còn 3 năm hợp đồng ở Sông Lam nữa, thì cứ còn 3 năm nữa thì mình sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng, và cái gì mình cống hiến thì sẽ được mọi người hâm mộ ghi nhận.